xin chào quý vị khán giả, xin chào các bạn nha, đã đến với kênh Quyên nha. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết nha cả nhà. Đấy, hôm nay là ngày mùng 3 Tết ở tại Aeon Tân Phú. Có rất là đông người đi tham quan mua sắm, đi xem phim, đi chơi nha cả nhà. Đấy, đây là một góc nhỏ ở khu trung tâm thương mại Aeon Tân Phú. Đấy, và hiện tại là em cũng đang ngồi ở đây. Đó, rất là đông, ở đây là rất là đông người vào cái ngày mùng 3 nha cả nhà. Đây là cái cổng vào cũng như là cái cổng ra, có rất là đông người nha. Đó, rất là vui và hạnh phúc nha. Để cho cả nhà thấy được, nói rằng là Sài Gòn vắng, vắng ở đâu mà vắng. Một biển người như thế này gọi vắng, vắng tới chỗ nào đâu em không thấy. Đấy, đây là cái cổng vào cũng như là cái cổng ra đấy cả nhà. Đó, có chú bé. Đó. Đấy. Thì em cũng vẫn đang ngồi đây nha. Ngày hôm nay thì em cũng đã làm một vài cái công việc cơ bản, cũng như là livestream video cũng như là shop. Thì hiện giờ là em đang ngồi ở đây thì em lưu lại một tí nhỏ khoảnh khắc để em nhớ lại rằng là cái ngày mùng 3 Tết ở Sài Gòn đông hay là vắng. Đó, rất là đông đúng không? Đấy, có một cái chàng shipper đó. Chàng này là đồng nghiệp của em đó cả nhà. Đấy, em thấy anh đi làm em cũng nôn nao như ảnh đó. Đấy, rất là đông đúng không cả nhà? Đấy, các anh em vẫn đang đi làm nha. Em cũng vẫn đang ngồi làm việc nha cả nhà. Đó, đông lắm. Thấy không? Đây là cái bãi xe rất là to. Và bãi xe này hoàn toàn làm miễn phí. Và có rất là nhiều cái bãi xe ở dưới cái tầng hầm khác nữa đó cả nhà. Đó, thấy anh em của em không? Tuy là gặp nhau rất là lạ nhưng mà rất là thân thiện nha. Bây giờ là các anh cũng đầm đề đi vào Aeon để mà lấy hàng. Đấy, rất là vui, rất là tuyệt vời. À, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? À, đó, một góc nhỏ của Aeon thôi nha. Hôm nay thì em cũng hơi mệt cho nên em không vào bên trong. À, đây là ép mờ xanh của chú Vượng này. Đây, ép mờ xanh của chú Vượng. Đấy, đó, cả nhà thấy không? Giờ này là 19 giờ, hơn 30 phút, xe vẫn còn vào rất là đông luôn nha. Đó, ai nói Sài Gòn buồn đâu, rất là vui là đằng khác nữa. Bởi vì ngày thường ở cái khu trung tâm này cũng có rất là nhiều người rồi, đông lắm. Vừa mua sắm, vừa ăn, vừa giải trí, vừa thư giãn. Rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Em biết rằng là các anh chị và các bạn cũng ganh tị với em nhiều lắm vào trong cái thời phút này. Bởi vì không được ngồi đây tận mắt để chiêm ngưỡng được những cái cảnh đẹp như thế này đâu. Đó, đâu phải dễ. Phải có thời gian mới được. Bây giờ là các anh chị và các bạn cũng đang ở quê để chung vui cùng gia đình, người thân, bạn bè. Hy vọng rằng là ngày mai là ngày mùng 4 sẽ có rất là nhiều người ở miền Tây đổ lên, cũng như là rất là nhiều người trở lại thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu một cái cuộc sống. Đó, một cuộc sống mới của năm 2024. Đó, em mỏi cái tay luôn nha cả nhà. Đây, bên kia cũng là một đồng nghiệp khác của em, đó là Shopee Food. Đấy, trước đó là Now, nhưng bây giờ là Shopee Food, đã bị Shopee Food mua lại rồi. Đấy, cũng là một cái đồng nghiệp khác của em á. Đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Đấy, hạnh phúc nha. Đấy, và một góc nữa em sẽ dừng video ở đây nha. Đây, rất là nhiều người dân. Đấy, đang mua sắm, đi chơi Tết đó cả nhà. Thấy không, rất là bình dân đúng không? Không có gì gọi là trưng diện hay là gì mà người ta vẫn đẹp. Đó, đây là cái cổng vào cũng như cổng ra nha. Aeon có rất là nhiều cổng vào cũng như nhiều cổng ra, cũng như nhiều nơi để mình giữ xe nha. Đó, video đến đây thì cũng xin tạm dừng. Cả nhà quan tâm theo dõi, muốn em làm cái nội dung nào hãy là comment phía bên dưới để em biết. Cả nhà đang quan tâm tới cái chủ đề nào thì em sẽ dành thời gian để đi làm những cái nội dung như vậy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video sau. Kính chúc cả nhà có một năm mới an khang thịnh vượng và thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những cái video sau. 1, 2, 3, bye bye. Và hẹn gặp lại nha cả nhà yêu ơi. Em xuống like nha cả nhà.